Tại miền Tây, ngành nông nghiệp các địa phương đã khởi động nhiều mô hình canh tác lúa thông minh, tạo ra quy trình trồng lúa khép kín, từ cung cấp vật tư đầu vào đến giải pháp kỹ thuật, phương pháp quan trắc, đo đạc, báo cáo lượng khí phát thải, hưởng ứng đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, tăng trưởng xanh đồng bằng sông Cửu Long. Nhất là người dân được hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị của sản phẩm và bán được báo cáo tín chỉ carbon. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng tham gia sẽ là hướng đi đột phá để có được giá trị gia tăng cao hơn và bền vững hơn. Mô hình canh tác lúa thông minh tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đưa ra giải pháp canh tác, giám sát và hướng dẫn nông dân thực hiện giải pháp ướt khô xen kẽ với diện tích hơn 18 ha, đồng thời ứng dụng chế phẩm nano silica chiết xuất từ vỏ trấu và phân bón trung vi lượng cherry, giúp cây lúa khỏe, bộ rễ phát triển tốt, góp phần xây dựng phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn. Quy trình có tổng thời gian giữ ruộng ướt là 47 ngày và 53 ngày khô. Trong đó, bà con cần chia thành 4 lần lấy nước vào ruộng và 5 lần xả nước ra. Ở giai đoạn từ 85 ngày sau xạ, bà con xả nước khô tự nhiên để mặt ruộng được khô ráo, nâng cao phẩm chất gạo và thuận lợi cho việc sử dụng máy khi thu hoạch. Qua đó giảm lượng khí phát thải ra môi trường từ 3,5 đến 4 tấn 1 hectare một vụ, đồng thời giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 30%, giảm lượng phân bón hóa học khoảng 10%. Hạt lúa sạch xanh hơn, tăng năng suất, giảm phát thải và tăng cường sức khỏe cho người trồng lúa. Trước thì mình xài khoan hóa học, thuốc hóa học rồi nhiều lắm, bây giờ nó giảm hóa học, giờ xài sinh học. Thì giờ nó chắc có thể là nó giảm hơn hồi trước, giảm chi phí hơn hồi trước đó. Mà nó ít có độc hại hơn hồi trước. Kể từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng, chúng tôi đều cho vệ tinh, hệ thống vệ tinh quan trắc, theo dõi, chụp hình, và sau kết thúc vụ thì vệ tinh sẽ phân tích, đánh giá là thửa ruộng này trong vụ vừa qua đã giảm phát thải được bao nhiêu tấn carbon. Thì chúng tôi chỉ cần có báo cáo giảm phát thải của công ty Spiro Carbon của Mỹ, họ phát hành báo cáo đó. Sau khi báo cáo đó là chúng tôi sẽ thu mua lại của người dân. Sau hơn 3 tháng gieo trồng theo quy trình canh tác lúa giảm phát thải, cánh đồng lúa thí điểm đề án đầu tiên trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại hợp tác xã Tiến Thuận, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã thu hoạch với nhiều kết quả khả quan. Lượng lúa giống từ 140 kg 1 hectare xuống còn 60 kg 1 hectare, giảm số lần bón phân xuống còn 2 lần một vụ, giảm tối thiểu 20% lượng phân bón hóa học và giảm đáng kể lượng nước tưới, rủi ro dịch bệnh, cây lúa hạn chế bị đổ ngã và giảm tổn thất sau thu hoạch. Việc giảm lượng lúa giống và phân bón đã giúp nông dân tiết kiệm khoảng 1.900.000 đồng một hectare, năng suất lúa đạt từ 6,3 đến 6,5 tấn một hectare, trong khi với phương pháp xạ lan và xạ hàng không dùi phân chỉ đạt từ 5,8 đến 6,1 tấn một hectare. Về hiệu quả kinh tế, lúa thực hiện theo đề án tăng lợi nhuận ròng từ 1.300.000 đến 6.200.000 đồng một hectare. Cánh đồng cũng giảm từ 2 đến 6 tấn CO2 tương đương trên mỗi hectare so với ruộng đối chứng. Nông dân khi mà tham gia cái mô hình này thì được Bình Điền hỗ trợ về cái quy trình bón phân và được Bình Điền hỗ trợ về cái lượng phân bón là 50%. Còn 50% còn lại thì nông dân đối ứng để mà sử dụng theo đúng cái quy trình phân bón Bình Điền. Mô hình này là nó đã giảm cái phát thải, đó là mình rơm rạ mình không có đốt, mình đã thu hoạch rơm, mình đã bán được, mình thứ nhất là mình đã lợi nhuận được cái tiền bán rơm, cái thứ hai mình sới cày rồi cái gốc rạ xuống, tức là nó lại trở thành tạo cho một cái phân hữu cơ. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa, bây giờ áp dụng cái mô hình này rồi, cái cách mà nhùi phân như vậy thì nó lại giảm một cái công lao động để phải bón phân cho những đợt sau. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án chia làm 2 giai đoạn triển khai tại 12 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích khoảng 1 triệu hectare chuyên canh lúa đến năm 2030. Ngay từ vụ đông xuân 2023-2024, đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao bắt đầu được triển khai khoảng 180.000 hectare. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là đảm bảo lợi nhuận cho nông dân ở mức trên 40% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030. Qua đó nhằm hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, tạo thuận lợi để tổ chức lại sản xuất lúa gạo của khu vực theo hướng hiện đại, đáp ứng đa mục tiêu, là nâng cao giá trị gia tăng chuỗi lúa gạo và thu nhập của người dân, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ chế biến xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, xây dựng thương hiệu lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của chính phủ, thích ứng cao với biến đổi khí hậu. Tất cả có rất là nhiều vấn đề về kỹ thuật, chúng tôi sẽ trở thành một cái giáo trình, một cái đề cương để đi truyền thông, để đi tập huấn, để nâng cao cái năng lực của các cái tổ chức nông dân, cho làm sao mọi người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long ở trong đề án 1 triệu hectare hiểu được cái mục tiêu sâu xa của cái đề án nữa. Nó là một sự của cách mạng mới ở trong ngành hàng lúa gạo của chúng ta. Còn đây là mô hình canh tác lúa thông minh ướt khô xen kẽ, kết hợp đo lường và thu mua, báo cáo giảm phát thải tại hợp tác xã Tân Long ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Mô hình được triển khai trong vụ lúa hè thu với loại giống lúa OM-18, diện tích 4,2 ha, để so sánh với ruộng đối chứng là 1 ha. Theo đó, khi triển khai mô hình, nông dân thực hiện chặt chẽ 9 công đoạn của quy trình canh tác lúa thông minh và được theo dõi quản lý bởi vệ tinh của công ty Spiro Carbon. Sau hơn 3 tháng thực hiện, đến thời điểm thu hoạch, qua đánh giá sơ bộ của đơn vị triển khai, mô hình mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nông dân. Đây được xem là mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, có đơn vị quan trắc đánh giá môi trường về khí thải carbon đầu tiên tại tỉnh Hậu Giang hiện nay. Cái vùng trồng của tôi là 5 hecta này, thì so với cái làm truyền thống á, thì giữa chi phí đầu vào và chi phí về vật tư rồi chi phí về nước thì cái nọ đó thì giảm cái độ giảm rất là lớn cho người nông dân. Mà hiện giờ á, là người nông dân chúng tôi đang là rất là phấn khởi. Chính vì ngày xưa chúng tôi là chỉ bán lúa thôi, nhưng mà giờ chúng tôi đã bán được là một cái báo cáo tính trị carbon, thì đây là một cái hiệu quả rất là cao cho người nông dân chúng tôi, và tới đây là chúng tôi sẽ phát triển lớn hơn, mạnh hơn. Công ty đang triển khai ở dự đoán khoảng 250 đến 300 hecta. Tuy nhiên là những cái dự án mà đã kết thúc rồi ấy, thì là ở quy mô là khoảng trên 10 hecta là đã thu hoạch. Thì ở tất cả những cái dự án này thì tất cả những cái con số nó đều đúng như là công ty đã cam kết. Thứ nhất đó là giảm chi phí, tăng năng suất, và đồng thời là có được cái báo cáo giảm phát thải carbon từ khoảng 3,5 cho đến 4 tấn carbon trên 1 hecta. Mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính tại hợp tác xã Tân Long được làm theo quy trình canh tác EcoCycle của công ty BSB và công ty Net Zero Carbon theo tiêu chuẩn AVKD, hay gọi là canh tác lúa thông minh ướt khô xen kẽ. Toàn bộ chu trình sinh trưởng của cây lúa được theo dõi và quản lý bởi vệ tinh của công ty Spiro Carbon. Khi áp dụng quy trình AVKD đã giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 30%, giảm lượng phân bón hóa học khoảng 10%. Nhờ đó, ruộng lúa giảm được lượng khí phát thải và tăng cường sức khỏe cho người trồng lúa. Ở cái điểm thí nghiệm này thì chúng tôi hỗ trợ 100% cái chi phí chế phẩm nano silica và phân bón trung vi lượng cherry. Ngoài ra thì trực tiếp xuống địa bàn theo sát bà con để mà thực hiện mô hình, nhắc nhở bà con thời điểm nào bón phân, phun thuốc như thế nào theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Qua đánh giá sơ bộ của đơn vị triển khai, mô hình mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nông dân. Cụ thể, ruộng lúa đối chứng canh tác theo phương thức truyền thống thì năng suất lúa chỉ đạt gần 6 tấn 1 hecta, chi phí đầu tư hơn 24,2 triệu đồng 1 hecta, lợi nhuận thu được gần 20 triệu đồng 1 hecta. Ruộng trong mô hình năng suất lúa đạt gần 8 tấn 1 hecta, chi phí đầu tư gần 22 triệu đồng 1 hecta, lợi nhuận thu được hơn 36 triệu đồng 1 hecta. Ngoài tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận khi thực hiện mô hình canh tác lúa thông minh ướt khô xen kẽ, nông dân giảm lượng lúa giống sử dụng trong ruộng mô hình là 80 kg 1 hecta, còn ruộng đối chứng là 120 kg 1 hecta. Đồng thời có thêm nguồn thu nhập từ việc bán báo cáo tính chỉ carbon nhờ việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình canh tác, giảm lượng nước, giảm số lần bón phân và số lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Cam kết của công ty đó là một tham gia dự án thì bà con sẽ không phải trả thêm chi phí đầu tư và giảm chi phí đầu tư khoảng 10%. Ngoài ra thì năng suất lúa của bà con cũng sẽ không bị giảm so với năng suất bình quân của khu vực, năng suất bình quân ở của huyện. Và đồng thời là công ty cũng sẽ bao tiêu toàn bộ cái cái báo cáo giảm phát thải carbon mà bà con có được, mà công ty đo được bằng hệ thống vệ tinh của bên đơn vị Spiro Carbon Hoa Kỳ. Theo cái quy trình sản xuất thì ngập khô xen kẽ thì cái bảo vệ môi trường là nó thứ nhất là nó giảm được cái khí thải phát ra. Từ đó thì cái góp phần cái giảm môi trường rất là lớn, đặc biệt là cái khí carbon là nó giảm rất là lớn. Do đó thì nếu mà với cái quy trình sản xuất này nếu mà được thực hiện trong thời gian tới và con nông dân thực hiện thì góp phần đáng kể trong cái bảo vệ môi trường. Theo ngành nông nghiệp, tỉnh Hậu Giang, mô hình canh tác lúa thông minh giảm phát thải khí nhà kính tại các địa phương được xem là mô hình hiện đại trong sản xuất lúa hiện nay, không chỉ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất lúa mà còn góp phần thành công vào đề án phát triển bền vững 1.000.000 hectare lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai hiện nay. Vì vậy, những kết quả từ mô hình cho thấy đề án đã và đang được triển khai sâu rộng là xu hướng tất yếu để hướng đến nền nông nghiệp phát triển xanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai, theo định hướng xây dựng quy hoạch vùng, phát triển thương hiệu theo hướng lúa sinh thái, lúa phát thải thấp. Cái nguồn lực quốc tế mà đường mà chúng ta kêu gọi được để nó nhanh chóng, nó phát huy hiệu quả ở trên từng cái địa phương. Rồi những cái vấn đề, ngay cả những vấn đề mà cái tư duy mà liên kết hợp tác lại, rồi những cái chuẩn hóa tất cả những quy trình canh tác lúa để làm sao mà thông qua cái chuẩn, cái quy trình đó để người nông dân tuân thủ, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ đúng quy trình đó, bởi quy trình đó mới chính là cái mà chúng ta hướng đến giảm chi phí và chúng ta bán được cái tín chỉ carbon. Trên thực tế, những mô hình canh tác lúa bền vững hướng đến tương lai giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả canh tác, thúc đẩy phát triển sản xuất thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Trồng lúa giảm phát thải, bán được báo cáo tín chỉ carbon là hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp. Ước tính bán tín chỉ carbon cho các tổ chức quốc tế có thể thu về hàng trăm triệu $, giúp sản xuất bền vững và nâng cao vị thế gạo Việt Nam ở các thị trường trong thời gian tới.